Nếu như bạn đi trong rừng mà nhìn thấy một chiếc lốp xe đẹp như thế này thì hãy khoan sờ vào nó nhé. Nếu như nó chỉ là một chiếc lốp rách nát bình thường thì bạn hoàn toàn có thể đi qua không sao cả. Nhưng nếu như bạn đang sờ cái lốp xe mà thấy nó chuyển động thì tốt nhất bạn nên chạy ngay đi. Đó không phải là một sinh vật tầm thường đâu.